bay xoáy cho ta. Đảo chiều về hướng bắc xem nào. Quỷ thần, ngươi đang gây rối đến đời sống nhân lành đó. Việc làm gió bão là gì của ta? Hay ngươi đang ganh tị với tài ba của ta? Không được làm tổn hại đến đời sống của nhân lành. Ngươi chỉ biết lắm lời, có giỏi thì lên đây. Tên người đừng bám dai như đĩa. Tên thủy tinh thật là giỏi gây họa. Ta phải xuống giúp họ một tay. Ta biết ngươi không thích biến hình, nhưng nếu con người nhìn thấy hình dáng thực sự của chúng ta thì họ sẽ chết khiếp mất. Không, coi chừng. Cảm ơn tráng sĩ đã ra tay cứu cháu tôi và công chúa Mỹ Nương. Đa tạ tráng sĩ. Đó là vinh hạnh của ta. Công chúa và bé nhí không sao là tốt rồi.